tình hình là dịch bệnh đang bùng phát cho nên là xin chào tất cả mọi người, mình là Nếp Ohio và hiện tại thì tình hình bệnh dịch đang rất là bùng phát cho nên là ngoài đường những quán xá như những salon tóc đó đều là đóng hết. Mà bây giờ chị mình thì đang có nhu cầu cắt tóc mà giờ ở ngoài đường thì không có một cái tiệm nào mở hết, cho nên hôm nay mình sẽ làm một thử thách, đó chính là cắt tóc tại nhà. Mọi người hãy chờ xem. Có nha mọi người, chị mình muốn cắt tóc là thật nha, đang để tóc dài mà. Thôi cắt nha mọi người. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Tự tưởng được không vậy? Rồi, dạ em ơi chị thảo cảnh ra. Chị có thể giúp được không phim? Chị tạm tin em. Ok, chị tin em là đúng á. Bắt đầu thôi mọi người. Khuôn mặt đáng thương. Thở gì vậy? Hút vào quá. Lần đầu làm chuyện ấy của một nếp nha mọi người. A few moments later.
mình muốn rụng trớn. Chúng ta cuối cùng thi ra thành quả của mình cuộc đời sống nha mọi người. Rất là đẹp đúng không mọi người? Rất là đẹp luôn. Ta chỉ có một người. Like, subscribe, kênh của mình. Và...